Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công tác tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi đang được tích cực triển khai ở các địa phương trên cả nước. Vào ngày 16 tháng 4, thì thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ lớp 5, lớp 6 tại năm trường tiểu học và sau đó sẽ tổ chức tiêm đại trà. Trước đó, từ đầu tháng 3, ngành y tế cũng đã tổ chức tập quấn an toàn tiêm chủng và Trung tâm Cấp cứu năm cũng đã bắt đầu lên phương án sẵn sàng hỗ trợ sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt quá trình để tiêm vaccine. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ lớp 6 và lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học Bào Sen, quận 5, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Hồ Văn Huê, Phú Nhận, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất và Dương Minh Châu, quận 10. Ngay sau đó, vào ngày 18 tháng 4, sẽ tiến hành tổ chức tiêm vaccine đại trà cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn của toàn thành phố. Dự kiến, toàn thành phố sẽ có 1.322 điểm tiêm. Trẻ đi học sẽ được tiêm tại điểm trường do trường bố trí. Trẻ chưa đi học sẽ được tiêm tại điểm do quận huyện bố trí. Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cần thận trọng tối đa, tổ chức vừa tiêm vừa theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ.